Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ cháy nhà dân trên đường 18D, phường Bình Hương Hòa A. Khoảng 11 giờ trưa nay, người dân sống trên đường 18D phát hiện cháy tại một căn nhà trên địa bàn. Ngay lập tức, mọi người hô hoáng, huy động bình chữa cháy để dập lửa. Đám cháy tỏa ra nhiều khói, khiến người dân không thể đi sâu vào trong tìm cứu người. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Bình Tân đã điều phương tiện cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để chữa cháy. Sau khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện một nạn nhân nữ bị bại liệt, 18 tuổi đã tử vong trên gác. Người cha chạy thoát được ra ngoài trong tình trạng bị bỏng nhẹ.